Cuộc tình gì mà đã cho đi vào quên lãng. Cuộc chính là thứ sống mơ hồn. Để mong chung tình đời, người tiên mưa lần tình. Yêu chi cho tâm hồn, thêm vững đá. Trong giấc mơ xa hay.
thì gọi không cố biết. Anh từng nói với em rất ngạc nhiên, sau ngày anh bỏ anh không chơi. Lớp lớp anh hơi nhiều, anh từng có từ dòng trong mơ mong. Vì lúc mấy em lo xoan, em mời chẳng người phần cho anh mang. Hay là đứng lớp bao cơn
mưa em thầm theo gió về quê mình. Cho nên đêm còn dậy để dìu bước chân ai trên đường, để nhịp thầm khuya không buồn vì người biết mang tiền bằng đêm. Thiệt là nhiều, thiệt thiệt thiệt
thấy ta. Tí ca, và người hát tí ca là Tí MC ghế gì? Wow, mời em thấy MC lên đây, à DJ. Tí MC trên đây. Em là Tí DJ, chị thích thì gọi là Tí DJ. Con là Tí DJ, đời Tiger đâu rồi? Lên nhận giải. Huyền và xã của Tí lên đây cùng đón nhận cái giải. Mặc dù nó không bao nhiêu nhưng đó là một cái niềm vui và một cái vinh dự, đúng không? Sau đây mời chị Hồng là bà xã của anh Quốc, là người sau men tối hôm nay. Anh lên trao giải. Giải gì? Dạ chị Hồng Quốc đến từ nhà tài trợ. Hennessy. Hennessy. Một lần nữa cho Tí DJ qua nhà phẩm Tuyết Ca đọc giải gì tối hôm nay? Người có tuổi chưa có tên. Có nhiều tuổi mà chưa có nhiều tên. Chị ơi nóng quá chị ơi, Khánh còn nóng quá chị ơi. Phải không? Chị ơi. Người mà phải Monica phải nói là cái giải nhất này là sở dĩ chọn giải nhất là tự vì cái người thí sinh này hát bằng cả một cái nhiệt tình. Một cái một cái kỹ năng khi mà hát. Khi quý vị mà hát mà đặt hồn vào trong bản nhạc, mọi người nghe cảm nhận đó là một sự thành công. Và người thí sinh này xứng đáng để nhận giải nhất tối hôm nay. Và đặc biệt, như Monica nói là người này không có nhiều tên mà có nhiều tuổi. Mời bác ơi, mọi người đặt giải là chị cô Bạch Bạch Huế. Cảm ơn cô Bạch Huế. Nhạc phẩm của Trần Thiện Thanh, bản nhạc Biển Mãn. Quý vị thấy cổ xứng đáng không? Đúng rồi, quý vị ơi. Một tràng pháo tay. Đây một bình hoa. Đến từ chị Lê Văn Bình là chủ nhà. Chủ đây một chai hôm nay. Và một chai Hennessy. Hennessy này đặc biệt hơn. Anh này nó lớn hơn để mọi người cùng thưởng thức. Đây là một sự tài trợ của chị Ly. Quý vị một tràng pháo tay cho người đoạt giải nhất karaoke là chị Bình Huệ và nhà tài trợ Ly đến tối hôm nay. Tràng pháo tay thật lớn quý vị với nhạc phẩm Biển Mãn người đoạt giải tối hôm nay. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin kính thưa quý vị, Monica được ban tổ chức biết cái tiêu điểm mà khi mà ban tổ chức chấm nhất, nhì và ba. Đầu tiên là người hát phải đặt tâm hồn và hiểu rõ bản nhạc khi mà hát bản nhạc đó, thì khi hát ra người nghe mới bị sự thu hút từ cái lời hát, cái tâm hồn đặt vào bản nhạc. Bài hát rất là tròn và đúng nhịp, thì chị Huệ đã đạt vào những cái tiêu chuẩn đó. Chỉ có một cách là nhà hàng thuyết, nếu quý vị không đồng đoạt vậy nhất là chỉ vì có những cái sai sót chút xíu, ví dụ như đang hát có người khác đến ăn đồ chua hoặc là cho mình quên chuẩn này nọ thì cái đó là bị mất điểm. Nhưng mà phải nói là chị Huệ lúc mà mình bản thân Monica khi nghe chị hát bản Biển Mặn, chị đã đặt hát không cần biết lúc đó mình nói chuyện như thế nào, lúc đó mọi người chia như thế nào, nó lớn như thế nào, chị vẫn hát bằng cả sự nhiệt tình của chị. Một tràng pháo tay cho người đàn giải nhất chị Huệ. Cảm ơn chị. Chị cho sự chia ra ha. Và xin một lần nữa ban tổ chức kính nhờ Monica xin thông báo với quý vị là ngày mai chương trình karaoke kế tiếp, tức là kỳ năm, là sẽ tổ chức của nhà anh Hiệp và chị Bé. Nhà đó là ở gần nhà anh Quốc cũ hồi xưa. Địa chỉ thì xin hỏi anh Quốc, tôi không nhớ. Và ngày thứ hai là buổi thi karaoke lần thứ 6 sẽ được tổ chức của nhà hàng địa phương của anh Tỷ và chị Hoa.
thì đã có những nhà tài trợ rồi, quý vị chỉ đến để tham gia và đóng góp cho vui, nên cũng chơi bia là vui lắm rồi, phải không em? Đó là ngày thứ lần thứ 6. Và lần thứ 7 thì sẽ xin được thông báo vào cái ngày lần thứ 6. Xin cảm ơn quý vị. Bây giờ tôi chưa biết. Và chương trình được tiếp nối với tiếng hát của... Và trong khi chờ đợi tấm khán cũng nói với quý vị. Dạ vâng, quý vị cũng đừng bỏ quên, em cũng đang đón nhận từ nhà từ tâm, những nhà tài trợ có ít giúp ít, có nhiều giúp nhiều. Và em cũng đang khuyên có những cái số tiền gọi là nho nhỏ, gọi là quý vị cho em, thì em cũng sẽ có những phần quà gửi tặng tới cho những thí sinh. Và một lần nữa cảm ơn những nhà tài trợ rất là nhiều. Quý vị, bản nhạc kế tiếp là bản nhạc Korean, sẽ do người Korean hát. Và bản nhạc Hàn Quốc sẽ do người Hàn Quốc và người Việt hát cùng với nhau. Một tràng pháo tay.